Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm mùng 3 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị gương phấn đấu và vui sống của Martin Laroque, một thanh niên tàn tật người Canada. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về nên thánh trong bổn phận. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Nairobi, Tuần cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử tại Kenya do Hội đồng Giám mục phát động đã bắt đầu hôm 30 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 8 này. Trong thông cáo phát động tuần cử nhật cho cuộc bầu cử ấn định vào ngày 8 tháng 8, các giám mục Kenya viết, Chúng tôi đánh giá cao cung cách tranh cử hòa bình trong các ngày qua. Chúng tôi xin mọi ứng cử viên tiếp tục hành xử với sự hòa hoãn và đơn sơ trong phần còn lại của cuộc tranh cử để quốc gia được hiệp nhất và toàn vẹn. Các giám mục đặc biệt khích lệ giới trẻ đừng sử dụng bạo lực, trái lại hãy là những người xây dựng hòa bình, ủng hộ nền văn hóa hòa bình và dấn thân trong các hoạt động xây dựng hòa bình. Các giám mục cũng yêu cầu giới truyền thông khách quan giúp góp phần tạo ra bầu khí thanh thản và thăng tiến nền văn hóa công bằng, hòa bình và hòa giải. Các giám mục cũng thừa nhận các kết quả mà Ủy ban Bầu cử độc lập đạt được trong việc chuẩn bị bầu cử và kêu gọi mọi người yểm trợ công việc của Ủy ban cũng như của các nhóm và hiệp hội được ủy quyền kiểm thực sự đúng đắn của việc bỏ phiếu. Zacatecas, buôn người là một hình thức nô lệ mới, sống nhờ tệ nạn di cư vì nghèo đói. Đức cha Sisi Fredo Noriega Barcelo, giám mục giáo phận Zacatecas bên Mexico đã nói như trên, trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật 30 tháng 7 vừa qua, nhắc tới cái chết của một thanh niên Mexico bên trong một xe móc bên Texas, Đức Cha nói đây là các sự kiện rất đau buồn, không phải chỉ đối với gia đình các nạn nhân mà đối với toàn xã hội nói chung, khiến mọi người phải nghĩ tới nhiều khía cạnh thê thảm của cuộc sống và của hiện tượng di cư. Tuần trước đó, cảnh sát Mỹ cũng đã tìm thấy xác của 9 người di cư lén lút, trong đó có hai trẻ em trong một xe móc tại bãi đậu tỉnh San Antonio bên Texas. Trong thùng xe lớn họ cũng tìm thấy 30 người di cư lén lút khác, trong đó có 20 người ở trong tình trạng nặng, phải vào nhà thương và một người đã qua đời sau đó vài ngày. Đức cha Barcelo nói, chính trong ngày Chúa Nhật 30 tháng 7 là ngày quốc tế chống nạn buôn người, các sự kiện buồn thương này khiến cho chúng ta đi tới suy tư, các nạn nhân nói trên đáng lý ra không nên du hành như vậy. Họ đã ra đi kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng thật là không đáng khi họ bị đối xử như thế. Buôn người là một hình thức nô lệ mới, người dân Mexico chúng ta cần di cư, nhưng phải làm sao để không có các nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vì cho dầu nhu cầu có lớn thế nào đi nữa thì cũng không thể biện minh cho việc hành động như thế sự cần thiết vật chất cảnh nghèo túng là lý do đầu tiên của nạn di cư bởi vì chúng ta không thành công trong việc sản xuất đủ cho dân có thể sống và điều có thể sản xuất thì lại không được phân chia một cách tốt đẹp nếu thiếu các cơ may phát triển thì dân chúng phải đi ra nước ngoài tìm cách trợ giúp gia đình họ và thảm cảnh là họ gặp nguy cơ bị thiệt mạng Back. Các giám mục Thụy Sĩ mời gọi tín hữu tham gia cuộc hành hương kính thánh Nicola Thành Flu nhân mừng kỷ niệm 600 năm sinh nhật thánh nhân. Mùng 1 tháng 8 vừa qua, Thụy Sĩ cũng mừng kỷ niệm Thỏa hiệp Liên bang ký kết năm 1291 giữa ba cộng đoàn dẫn thân trợ giúp nhau trong trường hợp có hiểm nguy từ ngoại bang. Trong video phổ biến dịp này, các giám mục Thụy Sĩ đã đề cao gương mặt của Thánh Nicola thành Phlu như một nhà thần bí lớn là người hòa giải dân chúng xung khắc chống đối nhau và là người yêu chuộng tự do, tự do đích thật mà thánh nhân tìm thấy trong thinh lặng, lời cầu nguyện và trong tương quan với Thiên Chúa. Theo sau hội nghị khoáng đại thường niên nhóm tại Nilausen of London, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ sẽ đi hành hương tại Flurant ngày 6 tháng 9 với thánh lễ đồng tế tại Ranf. Các vị mời gọi tín hữu toàn nước tham gia cuộc hành hương này. Washington, tổ chức bác ái của Hội đồng Giám mục của Hoa Kỳ đã quyết định dành ra ngân khoản 6 triệu Mỹ Kim để trợ giúp các giáo hội châu Mỹ Latin, vùng quần đảo Caribe và Haiti trong ngân khoản nói trên có 4 triệu được dùng để tài trợ cho 244 dự án của giáo hội các nước châu Mỹ Latin. Chẳng hạn bên Argentina có trung tâm trợ giúp sự sống đang sinh ra, hoạt động trong 21 giáo phận toàn nước trong việc thăng tiến săn sóc và bênh vực sự sống từ lúc thụ thai, giúp các bà mẹ mang thai, giúp họ hiểu biết phẩm giá của chức vụ là cha mẹ. Các trung tâm này cũng có các khóa giáo dục đào tạo về nhân phẩm và phát động ý thức cho dân chúng. Tại Haiti, ngoài việc tái thiết nhiều cơ sở bị sập trong trận động đất hồi năm 2010, còn có chương trình đào tạo 400 nhân viên mục vụ của bốn giáo sứ bị tàn phá bởi trận bão Matthew. Các khóa học kéo dài 3 ngày và các học viên tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau, kể cả việc tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Đức cha Eusebio Elisondo, giám mục phụ tá Seattle, Chủ tịch Tiểu ban Giáo hội Châu Mỹ Latin cho biết, sở dĩ hội đồng giám mục có thể tài trợ các dự án nói trên là nhờ sự đóng góp quảng đại của tín hữu công giáo toàn nước trong các lần lạc quyên cho các giáo hội Châu Mỹ Latin. Nhờ ngân khoản quyên được, ủy ban mới có thể tài trợ việc tái thiết nhiều nhà thờ trong vài giáo phận Haiti. Trong số các dự án cũng còn có việc đào tạo giáo dân lãnh đạo, các chủng sinh và tu sĩ, tài trợ mục vụ nhà tù, mục vụ giới trẻ, Hàng năm cuộc lạc quyên cho các xã hội châu Mỹ-La được tổ chức vào ngày chủ Nhật cuối cùng của tháng riêng bên Hoa Kỳ. Mosul, trong những ngày qua, Bộ Di cư Iraq cho biết đã có khoảng 250.000 người di cư tị nạn trở về vùng bình nguyên Ninive. Ông Sadak nawruz phát ngôn viên Bộ Di cư Iraq đã nói như trên trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Iraq. Vào các ngày đầu tháng 6 năm 2016, Bộ Di cư cũng đã cho biết có gần 820.000 thường dân của các tỉnh trong vùng bình nguyên Ninive đã phải di cư tị nạn. Con số này đã gia tăng trong các cuộc hành quân tái chiếm thành phố Mosul. Trong số các người hồi hương cũng có hàng ngàn kỳ tô hữu. Giữa tháng 7 và tháng 8 năm 2014, đã có khoảng 150.000 kỳ tô hữu phải bồng bế nhau chạy trốn đến thành phố Erbil trong vùng Kurdistan, khi nhà nước hồi tiến chiếm các thành phố và làng mạc vùng bình nguyên Ninive. Trong cuộc phỏng vấn phổ biến ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Cande Louis Raphael Sacco cho biết việc giải phóng thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng nhà nước hồi đã không xóa bỏ mọi yếu tố nguy hiểm và bất ổn hiện hữu trong vùng. Và lại, biết bao nhiêu nhà của Kitô Hữu đã bị các phiến quân hồi chiếm đóng, tàn phá hay làm hư hại nặng nề tất cả khiến cho nhiều gia đình Kitô vẫn lưỡng lự chưa muốn hồi hương. Cairo, Đại học Al-Assa bên Cairo sẽ triệu tập một hội nghị về thành Jerusalem vào tháng 9 tới đây để thảo luận về hiện tại và tương lai của thành thánh. Giới chức của Đại học Hồi giáo đã cho biết như trên sau các xung đột căng thẳng những ngày vừa qua tại Jerusalem khiến cho nhiều người Palestine và Israel bị thiệt mạng giới hữu trách đại học Al-Aqsa cũng định nghĩa các biện pháp của chính quyền Israel cấm đoán tín hữu hồi đến cầu nguyện tại đền thờ Al-Aqsa là quá đáng, không dựa trên nguyên tắc nhân đạo và văn minh nào. Trong tuần trước nữa, đại học sunni Al-Aqsa cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng thờ ơ đối với các hành động hiếu chiến của chính quyền Israel. Các căng thẳng gia tăng tại sân đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa đã bắt đầu ngày 14 tháng 7, khi ba người Palestine khủng bố đột nhập bắn chết hai cảnh sát Israel và sau đó họ bị bắn chết. Chính quyền Israel cho đặt máy rà khí giới tại các cửa dẫn lên sân đền thờ. Các căng thẳng gia tăng thêm sau vụ tòa đại sứ Israel tại Amman thủ đô Jordania bị tấn công, khiến cho hai người trẻ Jordani và một người Israel bị thiệt mạng linh mục david neuhaus dòng tên cha chính thuộc tòa thượng phụ công giáo jerusalem đặc trách các cộng đoàn công giáo do thái cho biết dân chúng tại đây cảm thấy rất cay đắng giận dữ và bị tước đoạt điều tệ hại là tình hình bạo lực xung khắc đàn áp và dây xích các phản ứng cứ lập đi lập lại không dứt không cần là tiên tri để biết trước rằng khi người ta đụng chạm tới các sự thánh thiêng các vấn đề tôn giáo thì xảy ra các hậu quả không thể lường trước được Ngày 24 tháng 7, vua Abdallah II của Jordania cũng đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, yêu cầu chính quyền Israel hủy bỏ mọi biện pháp an ninh, kể cả các máy dò vũ khí, để hạn chế tín hữu hồi đến đền thờ Al-Aqsa. Chanoi House nói rằng cần hy vọng vào vai trò của vua Abdallah II vì nhà vua là một người có khả năng hòa hoãn và uy tín vì nhà Hashemite có quyền bảo vệ các nơi thánh của Hồi giáo tại Jerusalem. Ngoài ra các Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô trong tình hình hiện nay và sống trong cầu nguyện và tín thác nơi Chúa. Madrid Tổng giáo phận Madrid bên Tây Ban Nha có 602 thừa sai hoạt động tại 84 nước Nam Châu. Các vị thuộc hàng giáo sĩ và 122 dòng tu nam nữ, trong số các nữ tu có 180 chị thuộc 73 dòng, cũng có 6 nữ tu dòng kín thuộc 5 dòng khác nhau, trong khi các nam tu sĩ gồm 124 vị thuộc 29 dòng khác nhau. Các linh mục giáo phận được 76 vị, trong khi các linh mục dòng gồm 216 vị thuộc 15 dòng khác nhau. Theo vùng địa lý, có 338 thửa sai làm việc bên châu Mỹ tại 21 quốc gia, đông nhất là tại Peru với 52 vị. Tiếp đến là bên Phi Châu gồm 68 vị làm việc tại 21 nước, đông nhất là tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola, Benin, Cameroon và Ethiopia. Bên Âu Châu có 123 thửa sai hoạt động tại 21 nước, đông nhất là Pháp, Italia, Bồ Đào Nha và Đức. Bên Á Châu có 61 thửa sai làm việc tại 15 nước, đứng đầu là Nhật Bản, tiếp đến là Philippines và Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. là khi hữu có nghĩa là nhìn về ánh sáng, tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào ánh sáng, cả khi thế giới này bị bao trùm bởi đêm đen và bóng tối. Nhờ ơn Thánh Chúa Kitô ban cho trong bí tích rửa tội, Kitô hữu không ngã quỷ trong đêm tối, không bị cái chết đánh bại, nhưng hy vọng vào hừng đông, hướng tới sự sống lại và luôn tin tưởng nơi các khả thể vô tận của sự thiện. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Phan Cô đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong số các người tham dự cũng có một số tín hữu Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý bí tích rửa tội là cánh cửa của niềm hy vọng và khai triển đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat viết rằng Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt do thái hay hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha cho tín hữu biết, xưa kia các nhà thờ đều quay về hướng đông. Cửa vào ở hướng tây, nhưng khi đi dọc theo lòng nhà thờ, tín hữu hướng về phía đông. Biểu tượng quan trọng này đối với người xưa theo dòng lịch sử đã mai một từ từ. Là những người thời đại tân tiến, chúng ta rất ít quen tiếp nhận các dấu chỉ của vũ trụ và hầu như không bao giờ nhận ra một đặc điểm loại này. Phía tây là điểm chiều tà, nơi ánh sáng chết lịm phía đông trái lại là nơi bóng tối bị chiến thắng bởi ánh sáng đầu tiên của hừng đông và nhắc cho chúng ta nhớ tới Chúa Kitô mặt trời mọc lên từ chân trời của thế giới. Các lễ nghi xưa kia của bí tích rửa tội dự kiến rằng các Tân Tòng nói lên phần đầu của việc tuyên xưng đức tin bằng cách đứng quay về phía Tây. Chính trong thế đứng đó, họ được hỏi anh em có từ bỏ sa tăng, việc phục vụ nó và các việc làm của nó không?" Các tín hữu Kitô tương lai trả lời, "Thưa, con từ bỏ." Rồi họ hướng về phía cung thánh ở phía đông, là nơi nảy sinh ánh sáng và các ứng viên lãnh bí tích rửa tội được hỏi, "Anh em có tin vào Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần không?" Lần này họ trả lời, "Con tin." trong thời đại tân tiến chúng ta đã đánh mất đi phần nào sự hấp dẫn của lễ nghi này chúng ta đã đánh mất đi sự nhạy cảm đối với ngôn ngữ của vũ trụ dĩ nhiên là chúng ta vẫn còn tuyên xưng đức tin với câu hỏi riêng của việc cử hành vài bí tích nó còn nguyên vẹn trong ý nghĩa của nó nhưng là khi tôi hiểu có nghĩa là gì đức thánh cha trả lời nó muốn nói rằng nhìn ánh sáng tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào ánh sáng cả khi thế giới bị bao trùm bởi đêm đen và bóng tối các Kitô Hữu không được miễn trừ khỏi bóng tối bên ngoài cũng như bên trong họ không sống ngoài thế giới nhưng nhờ ơn thánh của chúa Kitô đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội Họ là những người nam nữ được định hướng. Họ không tin vào bóng tối nữa, nhưng tin vào ánh sáng ban ngày. Họ không ngã quỵ trước tối tăm nhưng tin vào bình minh. Họ không bị cái chết đánh bại, nhưng hướng tới việc sống lại. Họ không bị bẻ gãy bởi sự giữ, bởi vì họ luôn tin tưởng nơi các khả thể vô tận của sự thiện. Đó là niềm hy vọng Kitô của chúng ta, Ánh sáng của Chúa Giêsu, ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta với ánh sáng của Ngài và cứu chúng ta khỏi bóng tối. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài hôn dụ, chúng ta là những người tin rằng Thiên Chúa là Cha, đó là ánh sáng. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một Cha và Cha chúng ta là Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Đức Giêsu -xu đã xuống sống giữa chúng ta, đã bước đi trong chính cuộc sống của chúng ta trở thành người đồng hành nhất là với những người nghèo nàn và giòn mỏng đó là ánh sáng chúng ta tin rằng chúa thánh thần hoạt động không ngừng cho thiện ích của nhân loại và của thế giới và cả các đớn đau lớn nhất của lịch sử cũng sẽ được vượt thắng đó là niềm hy vọng nâng chúng ta dậy mỗi sáng chúng ta tin rằng mỗi chiều mến mỗi tình bạn mỗi ước mong tốt lành Mỗi tình yêu thương, kể cả những tình yêu thương nhỏ bé và bị bỏ rơi nhất, một ngày kia sẽ tìm thấy sự thành toàn của chúng nơi Thiên Chúa. Đó là sức mạnh thúc đẩy chúng ta hăng say ôm vào lòng cuộc sống mỗi ngày. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta, sống trong hy vọng và sống trong ánh sáng, trong ánh sáng của Thiên Chúa Cha, trong ánh sáng của Chúa Giêsu cứu thế, trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần là đấng thúc đẩy chúng ta tiến tới trong cuộc sống thế rồi còn có một dấu chỉ khác nữa rất đẹp của phụng vụ rửa tội nhắc cho chúng ta biết tầm quan trọng của ánh sáng vào cuối lễ nghi một cây nến mà ánh sáng của nó được lấy từ cây nến phục sinh được trao cho cha mẹ nếu đó là một em bé hay cho chính người được rửa tội nếu họ là người lớn đức thánh cha giải thích thêm như sau <laughs> per manifestare Đây là cây nến lớn mà trong đêm lễ phục sinh, họ đem vào trong nhà thờ hoàn toàn tối để biểu lộ màu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Từ cây nến này, mọi người đều thắp sáng lên cây nến của mình và truyền ánh sáng cho các người bên cạnh, trong dấu chỉ này có việc lan truyền sự phục sinh của Chúa Giêsu trong các cuộc sống của tất cả mọi Kitô hữu. Sự sống của giáo hội là sự lây nhiễm của ánh sáng. Cuộc sống của giáo hội, tôi sẽ nói lên một từ hơi mạnh một chút, cuộc sống của giáo hội là sự lây nhiễm của ánh sáng. Kỳ tô hữu chúng ta càng có nhiều ánh sáng của Chúa Giêsu bao nhiêu, trong giáo hội càng có nhiều ánh sáng của Chúa Giêsu bao nhiêu, thì giáo hội lại càng sống động bấy nhiêu. Cuộc sống của giáo hội là sự lây nhiễm của ánh sáng. Khích lệ đẹp nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau là sự khích lệ luôn nhớ tới bí tích rửa tội của chúng ta. Tôi muốn hỏi anh chị em, có bao nhiêu người nhớ ngày rửa tội của mình? Đừng trả lời vì sẽ có người xấu hổ. Anh chị em hãy nghĩ xem, còn không nhớ. Tốt, hôm nay các bài làm ở nhà đây hãy đến hỏi mẹ, hỏi cha, hỏi gì, hỏi cậu, hỏi ông nội, bà ngoại xem, con được rửa tội ngày nào vậy? Và như thế, anh chị em sẽ không quên nữa. Đã rõ chưa nào? Anh chị em có làm điều này không? Hôm nay, anh chị em hãy học nhớ ngày rửa tội của mình, là ngày sinh, là ngày của ánh sáng, là ngày trong đó chúng ta đã bị lây nhiễm bởi ánh sáng của Chúa Kitô Bài tập ở nhà đấy nhé. Nhớ lại ngày rửa tội của mình. Rõ chưa? tốt lắm. Chúng ta được sinh ra hai lần, lần đầu tiên vào trong cuộc sống tự nhiên, lần thứ hai nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô trong giếng rửa tội. Ở đó, chúng ta đã chết cho cái chết để sống như con cái của Thiên Chúa trong thế giới này. Ở đó, chúng ta đã trở thành người như chưa bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng. Đó là lý do tại sao chúng ta tất cả đều phải phổ biến hương thơm của dầu mà chúng ta đã được sức ngày lãnh bí tích rửa tội. Sống và hoạt động trong chúng ta thần khí của Chúa Giêsu là trượng tự của nhiều anh em của tất cả những người đối lập với sự không thể chống trả của bóng tối và cái chết. thật là ơn thánh biết bao khi một khi tôi hữu thực sự trở thành một Cristoforo. Cristoforo có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một người mang Chúa Giêsu vào trong thế giới, nhất là đối với những người đang trải qua các tình trạng tang chế, tuyệt vọng, tối tâm và thù hận và người ta hiểu được điều này từ biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt, từ ánh sáng mà một khi tôi hữu giữ gìn trong đôi mắt, từ sự thanh thản sâu thẳm không bị tấn kích trong những ngày phức tạp nhất, từ ước muốn bắt đầu yêu thương trở lại và bước đi khi đã sống kinh nghiệm của biết bao thất vọng. Trong tương lai, khi người ta sẽ biết lịch sử thời đại của chúng ta thì người ta sẽ nói gì về chúng ta rằng chúng ta đã có khả năng hy vọng hay chúng ta đã đặt ánh sáng của chúng ta dưới đáy thùng nếu chúng ta trung thành với bí tích rửa tội của mình chúng ta sẽ phổ biến ánh sáng niềm hy vọng của thiên chúa bí tích rửa tội là khởi đầu của niềm hy vọng niềm hy vọng của thiên chúa và chúng ta sẽ có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai các lý lẽ của cuộc sống và để tôi không quên đâu là bài làm ở nhà vậy anh chị em nói đi chứ tôi chả nghe gì cả hãy nhớ ngày rửa tội của mình. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Haiti, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nigeria, Iraq, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào tín hữu tòa thượng phụ Cande do Đức Cha Solomon Vakduni hướng dẫn. Đức Thánh Cha cầu mong trong mùa hè nghỉ ngơi. Mọi người có dịp nhớ lại ngày mình lãnh nhận bí tích rửa tội và được sinh vào cuộc sống là con cái Thiên Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhớ lại kỷ niệm của Ngày Quốc tế giới trẻ năm ngoái. Ngài nói, tôi cảm tạ Chúa về đức tin hăng say của người trẻ mà Chúa Thánh Thần đã dấy lên trong các ngày ấy và tiếp tục củng cố trong tim họ. Ước chi họ là các lính canh của niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Tôi cũng nhớ tới gương mặt của Đức Hồng Y. Frank Tisek Mahasky mà hôm nay là kỷ niệm một năm ngày qua đời. Ký ức về vị chủ chăn vĩ đại này thật sống động, Ngài đã là người tận hiến cho con người trong niềm tin tưởng nơi Chúa Giêsu từ bi. Trong số các tín hữu ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Thánh Tâm, các nữ tu Thiên Thần của Thánh Phaolô, các nữ tu Murialde của Thánh Giuse về Roma tham dự tổng tu nghị của dòng. Ngài cũng chào các nhóm giáo sứ và hiệp hội, cách riêng hiệp hội hợp tác xã Auxilium và các trẻ em được hội trợ giúp. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến viếng thăm Roma gia tăng nơi mỗi người, ước muốn dẫn thân tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa hơn. Ngài nhắc lại bài tập đã ra cho mọi người làm ở nhà là nhớ lại ngày chịu phép rửa tội của mình. Đức Thánh Cha cầu mong giới trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn đừng bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng và lòng tín thác nơi tình yêu của Chúa buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh đức thánh cha ban cho mọi người

Martin Larocque là một thanh niên tàn tật người Canada, 25 tuổi. Sau một tai nạn xe hơi, Martin không còn sử dụng được đôi chân, từ đó phải ngồi xe lăn. Nhưng tuổi trẻ đầy sinh lực và lòng yêu sự sống đã giúp chàng thắng vượt được tàn tật và trở thành một mẫu người yêu đời cho các bạn trẻ khác, đặc biệt là những bạn trẻ kém may mắn như tàn tật hoặc nghiện ngập ma túy rượu chè sau đây là chứng từ của Martin Laroc. Câu chuyện cuộc đời tôi thật giản dị. Nhiều người khen tôi là can đảm. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng nơi mỗi người đều tiềm ẩn những nghị lực cần thiết để đối đầu với những khó khăn khi chúng bất ngờ xuất hiện. Đó cũng là điều xảy ra với tôi lúc tôi bất ngờ bị tai nạn và sau đó phải ngồi xe lăn khi tuổi đời vừa đúng hai mươi năm ấy tôi đã đi làm và tràn đầy nhựa sóng buổi chiều hôm đó tôi trở về nhà trên xe của người bạn bạn tôi lái xe anh ta thích lái nhanh giống y như tôi và xe chúng tôi mất thăng bằng đâm đầu vào một tảng đá lớn tôi tỉnh lại ba tuần sau đó tại nhà thương và hoàn toàn bị tê liệt tai nạn đã đưa cuộc đời tôi sang một ngã rẽ khác hai tháng đầu tiên đòi hỏi tôi phải phấn đấu cách anh hùng tôi bị cám dỗ buông xuôi tất cả và phóng mặt cho bệnh tật đi đến đâu thì đến tôi nhớ rõ quá khứ của mình nhưng tương lai thì tôi thấy hoàn toàn đen tối rồi đến lúc tôi phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết nghĩa là lúc bác sĩ đề nghị giải phẫu thì mới mong cứu sống tôi tôi liền quyết định chọn sự sống chấp nhận giải phẫu thật ra tôi được can đảm như thế cũng là nhờ lời cầu nguyện của cha mẹ của bạn bè và của những người sống chung quanh tôi sau khi giải phẫu thành công tôi bắt đầu phải tập sử dụng lại đôi tay ngoại trừ đôi chân thì không đi và đứng được ban đầu những buổi tập luyện khó khăn làm tôi nản lòng nhưng dần dần tôi tự hiểu rằng hoặc là tự chấp nhận cuộc sống tê bại hoàn toàn hoặc là tập sử dụng tối đa những phần cơ thể mà tôi có thể sử dụng được. Và lòng yêu thích sự sống đã chiến thắng. Tôi chấp nhận chịu khổ đau, luyện tập để được sống và sống dồi dào trong phạm vi tàn tật của mình. Tuy nhiên những khó khăn vẫn còn. Trong mấy năm đầu, tôi an phận ngồi trên ghế lăn, quanh quẩn trong nhà, đọc sách hoặc xem truyền hình. Rồi tôi đâm ra ngao ngán, nhưng tôi tự nhủ, chẳng lẽ mình phải lê thê cuộc sống mãi như thế này sao? Nghĩ thế nên tôi bắt đầu đẩy xe lăn ra đường dạo chơi đây đó trong thành phố. Thấy vậy có người khuyên tôi nên tham dự các cuộc thi đua xe lăn. Tôi vẫn còn ưa thích lái xe chạy nhanh nên tôi đã sẵn sàng khởi công tập luyện để tham dự các cuộc đua. Mùa hè năm 1992, Tôi ghi tên tham dự các cuộc tranh tài thể thao tại Thế vận hội tổ chức ở Barcelona (Tây Ban Nha) và tôi đã đoạt giải thưởng. Cuộc đua thành công đã khuyến khích tôi rất nhiều. Tôi dùng phần lớn thời giờ của tôi vào các cuộc tập luyện và tham dự các trò chơi thể thao, nhờ thế mà tôi không phải lệ thuộc người khác và có thể phát triển tối đa những khả năng của mình ngoài ra tôi dấn thân vào các hoạt động xã hội giúp nâng cao tinh thần những người đang gặp khó khăn tôi cũng dấn thân để cùng với người khác chung xây một xã hội hòa bình hòa hợp hơn và bác ái huynh đệ hơn giờ đây tôi cảm thấy mình thật yêu đời và thật hạnh phúc vì đã dùng chọn khả năng của mình trong phạm vi tàn tật để mưu ích cho mình và cho người khác sau đây là những khẩu hiệu sống của tôi Sống mỗi ngày một tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Quan sát những cảnh khổ chung quanh để thấy rằng có nhiều người còn khổ hơn mình, do đó mình phải can đảm phấn đấu. Tận dụng tối đa hồng ân sự sống Chúa trao ban vì sự sống thật mỏng manh, không dạy dột hy sinh ngày hôm nay để xây dựng một ngày mai không chắc sẽ xảy ra hoặc cho một quá khứ đã biến mất. Dùng bài học quá khứ và sống cho hiện tại dùng thời giờ để xây dựng bản lĩnh của mình chứ không mất thời giờ để chỉ trích người khác sống trọn vẹn giây phút hiện tại nếu không nó sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ và không lấy lại được nữa trước khi kết thúc kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách tuần này nói về nên thánh trong bổn phận Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của chủ đề bổn phận trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Bác sĩ Long, thánh hóa bổn phận của con, thánh hóa người khác nhờ bổn phận con, thánh hóa chính mình con trong bổn phận. Không gắn bó với ý Chúa từng giây phút, con sẽ bỏ dở đường hy vọng vì con chó bổn phận là bình lặng vô danh và đồng điệu bác sĩ long là một bác sĩ người pháp đã từng phục vụ ở việt nam cách đây mấy mươi năm và cũng nổi tiếng như bác sĩ tom doley người mỹ đã phục vụ ở đông nam á ông tận tụy săn sóc yêu thương các bệnh nhân trong bệnh viện mình bất kể giai cấp tôn giáo chủng tộc ngày cũng như đêm được hỏi vì sao ông quý bệnh nhân đến thế vì sao ông có thể bỏ ăn bỏ ngủ vì bệnh nhân xem bệnh nhân là trên hết Ông đáp, vì ông thấy Chúa Giêsu trong mỗi bệnh nhân. Mỗi sáng khi đi dự lễ, bệnh nhân lương giáo ai muốn đi, ông đều cho đi. Mỗi chiều Chúa Nhật, ông lại cho các bệnh nhân đi chơi, tham quan nơi này nơi nọ. Và mỗi tối, ông lần chuỗi chung với bệnh nhân công giáo. Vì là người Pháp, ông chỉ thuộc các kinh lạy cha, kính mừng sáng danh, đủ để lần hạt chung với họ là những người thuộc là những người thuộc các quốc tịch khác. Ít lâu sau, ông trở về lại Pháp, vào chủng viện dân mình làm linh mục và tình nguyện sang phục vụ những người nghèo khổ nhất ở giáo phận Cần Thơ, nhưng tiếc thay, sau khi chịu chức ông bị bệnh và qua đời trước khi tới nơi mong ước. Chuyện ông viện trưởng vì thương thiết đòi điều kiện trong bổn phận, vì không theo ý Chúa, vì theo ý Chúa có giới hạn mà tâm hồn con khắc khoải bất an. Chúa muốn mưa con cũng muốn, Chúa muốn nắng con cũng muốn, Chúa muốn sướng con cũng muốn. Chúa muốn cực, con cũng muốn Chúa và con chỉ có một ý Bí quyết hạnh phúc của con là thế Ông viện trưởng viện đại học Milano Là một nhà nghiên cứu khoa học Đồng thời cũng là một kỹ tư hữu xuất sáng Ông lại nổi tiếng là một người bạn dễ mến Đối với các khoa trưởng, giáo sư Một người trai yêu quý và dễ cảm thông Đối với các sinh viên trong viện Ngoài các giờ nghiên cứu Ông cầu nguyện trước thánh thể Ngoài các tác phẩm khoa học, phát minh ông còn viết nhiều sách thiêng liêng có giá trị. Ông nên thánh trong bổn phận, tạo nên những thế hệ thông minh và kiên cường. Ông lại sống độc thân. Nhiều người lấy làm lạ hỏi, sao ông tốt đến thế? Một người biết rõ về ông và trả lời. Ông là vị phụ trách tổng quyền của tu hội chú Kitô vua. Vì khiêm nhường, ông không nói điều này ra nên ít người biết. nên thánh nhờ cầu nguyện. Sống bổn phận hiện tại không phải là thụ động, nhưng là liên lỉ canh tân, là quyết định chọn Chúa hoặc chối Chúa, là tìm nước Chúa, là tin ở tình yêu vô bờ của Chúa, là hành động với tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này. Chấp nhận thánh ý Chúa, vâng theo thánh ý Chúa, yêu mến thánh ý Chúa, con chọn hạng nào? Bác sĩ Emilio Trosanti là một người như mọi người, có nhà riêng có lương bổng có xe hơi có tương quan với bạn bè rất tốt săn sóc bệnh nhân tận tình nhưng nơi ông cũng có những đặc điểm nổi bật đó là cách ông phản ứng chữa đầy tinh thần phúc âm thái độ nhã nhặn nhưng siêu nhiên vô cùng ông là tổng thư ký của một tu hội đời ông nói bí quyết hạnh phúc của tôi sự bền đỗ của tôi là cầu nguyện sáng một giờ chiều một giờ nhờ cầu nguyện kết hợp với chúa tôi giải quyết được mọi thắc mắc thắng hết được mọi trước cám dỗ. Ngoài các sách thiêng liêng khác, ông có viết cuốn Sự cầu nguyện trong tu hội đời. Đón nhận như thập giá. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa ban cho ta hạnh phúc tham dự mầu nhiệm cứu rỗi. Đối với mỗi người, con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận. Khi Hồng Y Sarto vừa được bầu làm giáo hoàng Pio 10 thì theo giáo luật, vị Hồng Y niên trưởng đến hỏi Ngài. Thưa Đức Hồng Y, Ngài có chấp nhận làm giáo hoàng không? Ngài đáp lại, tôi xin nhận nhiệm vụ giáo hoàng như là thánh giá Chúa trao cho tôi. Quán ăn cầu nguyện Chỉ cần làm bổn phận trong giây phút hiện tại là nên thánh, một khám phá, một mặc khải đem bình an và phấn khởi cho tâm hồn con tiến lên trong bổn phận mỗi ngày con sẽ thấy ách chuối êm ái gánh chuối nhẹ nhàng ngoài các giờ cầu nguyện trước thánh thể các chị thuộc tu hội nước hàng sống còn mở quán ăn phục vụ khách hàng thoạt đầu mới bước chân vào người ta thấy bầu không khí là lạ thức ăn thì thật ngon các cô chiêu đãi lại quý khách hơn cả bạc vàng Châm ngôn của họ là phục vụ chúa giêsu trong các thực khách khách hàng khi thấy đã quen quen họ hỏi Tại sao các cô thuộc nhiều quốc tịch mà lại sống chung với nhau? Các cô có gia đình không? Bây giờ các chị mới thuật lại cuộc sống tu hội của họ một cách đơn sơ, chân thành, khiến nhiều người cảm kích, có kẻ bắt đầu tìm hiểu đạo lên đường trở về với Chúa. Đặc biệt sau giờ cơm tối, thông thường vào lúc 9 giờ, tu hội có giờ cầu nguyện chia sẻ phúc âm. Các chị thưa với khách hàng, giờ đây chúng tôi có giờ cầu nguyện, quý vị nào muốn tham gia, chúng tôi xin kính mời ai không tham gia xin cứ tự nhiên. Thế rồi các chị cùng với một số ít thực khách sắp ghế vòng quanh lại và bắt đầu giờ cầu nguyện với những bài thánh ca sốt sắng, truyền cảm. Có người ban đầu không tham gia, dần dần thấy hay cũng lắng tai nghe, rồi những lần kế tiếp lại xách ghế ngồi phía sau tìm hiểu. Khi đã quen, đã mê thì tuần nào họ cũng một vài lần đến ăn cơm, nhưng cốt để tham dự giờ cầu nguyện ban tối mà họ cho là rất tự nhiên, hấp dẫn và cảm động. Quan An đã trở nên nhà cầu nguyện vì có Chúa hiện diện giữa họ. Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con. xin biến đổi tim con để đời con đổi thay đẹp hơn Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi để con có trái tim của Chúa trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn để con có đôi tay của Chúa đôi tay chiều bế đã nâng dịu dàng để con có ánh mắt để con có tấm lòng khoan dung để con biết nói lời tha thứ sống đời yêu mến từ nay sẽ không là con sống nhưng là chúa sống trong con từng ngày cùng với chúa con về một lối gieo tình yêu mới đắm say lòng người để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình chúa tình thương rời nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương chân hòa liệt Hãy ở cùng con. Từng ngày, xin đỡ nâng đời con. Từng ngày, xin đồng hành với con. Chúa ơi! Từng ngày, xin biến đổi lòng con. Từng ngày, xin biến đổi tim con. đổi thay đẹp hơn, Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ sông đã yêu mê hết, này sẽ không là con sống nhưng là chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về nguồn đóng sẽ tình yêu mới đang say lòng người, nơi con nên như là tâm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương, rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương hoa niệm vui từ nay sẽ không là con sông nhưng là chúa sống trong con từng ngày cũng với chúa con về muôn lối giao tình yêu mới đắ lòng người đời con nên như là tâm gương vẫn chiều bóng hình chúa tình thương rồi nơi con qua chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt toàn ban việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới lầu đê thua jesus christus ngợi khen đức chúa jesus kitô